Thưa quý vị, nghiên cứu khoa học trong trường đại học là yếu tố quan trọng góp phần gắn lý thuyết với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm gần đây, các đề tài mà sinh viên lựa chọn thường mang tính thực tiễn cao, thậm chí có nhiều đề tài đặt mục tiêu là có thể khởi nghiệp được. Ghi nhận từ phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng. Đây là đề tài xây dựng hệ thống quản lý rác thải thông minh cho các đối tượng nhiễm COVID, F0 điều trị tại nhà của các sinh viên khoa điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng. Đề tài đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên lần thứ 2 tại Đại học Đà Nẵng. Không chỉ hữu ích trong thời điểm dịch bệnh, hệ thống này vẫn đang được các bạn sinh viên tiếp tục cải tiến để tăng tính ứng dụng trong thực tế. Sản phẩm hệ thống của chúng em nó sẽ không chỉ ứng dụng để quản lý chất thải dành cho các F0 đang điều trị tại nhà, mà chúng em muốn ứng dụng hệ thống giải pháp này đến các những khu bệnh viện đang chứa những rác có nguy cơ lây hại, và chúng em sẽ quản lý chất thải đó. Đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ cố định tế bào trong lên men rượu từ tỏi đen của sinh viên khoa học công nghệ hóa học môi trường là xuất phát từ đề nghị của một doanh nghiệp. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp, nhất là ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong thời gian qua, đã giúp nhiều sinh viên có cơ hội tốt trong tìm kiếm việc làm hoặc có thể tham gia thực hiện các sản phẩm doanh nghiệp đặt hàng ngay từ khi còn trên ghế nhãn đường. Nhóm nghiên cứu sản phẩm tỏi đen thì có doanh nghiệp đề cập vấn đề là hợp tác cùng với doanh nghiệp để phát triển một cái sản phẩm mới, đó là phát triển sản phẩm bia tỏi đen. Thì nhóm nghiên cứu cũng đã tiếp nhận cái ý kiến đề xuất từ doanh nghiệp, sẽ cố gắng là phát triển và sẽ đề xuất và phải thực hiện trong cái thời gian tới. Nhiều cái nghiên cứu khác của nhà trường cũng đã được các cái doanh nghiệp quan tâm và cũng có những cái hứa hẹn để đầu tư để phát triển. Sản phẩm được ứng dụng tốt trong thực tiễn là điều mà mọi sinh viên hướng đến sau khi phát triển mô hình đề tài, nghiên cứu khoa học. Nhưng để hoàn thiện sản phẩm tối ưu nhất, sinh viên cần vượt qua nhiều rào cản. Ngoài đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học còn là cả một quá trình sinh viên ấp ủ để khởi nghiệp, từ phát triển mô hình đến hoàn thiện sản phẩm và được ứng dụng thương mại rộng rãi. Do vậy, cần có sự hỗ trợ tối đa từ phía nhà trường. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đào tạo theo định hướng ứng dụng thực hành. Cho nên nhà trường khuyến khích sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu học kèm theo những cái sản phẩm có tính ứng dụng thực tế. Nhà trường hỗ trợ cho sinh viên rất nhiều trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu học, đặc biệt những đề tài có cái tính ứng dụng thực tế gắn liền với khởi nghiệp, sáng tạo và đổi mới. Nhà trường luôn tìm cách tăng cái kinh phí dành cho đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học kèm theo những chính sách khuyến khích, đãi ngộ, khen thưởng đối với các cán bộ hướng dẫn và các nhóm sinh viên có đề tài chất lượng hoặc là đạt giải trong các kỳ thi. Nhà trường luôn làm cầu nối để đưa thành quả nghiên cứu của các em đến với cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học trong sinh viên trong những năm gần đây đang có chiều hướng tăng, tuy nhiên đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học chủ yếu vẫn là những sinh viên năm cuối. Để thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa, các trường đại học cần có chính sách hỗ trợ, khen thưởng xứng đáng, cũng như tiếp tục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, tạo bệ phóng cho những đề tài có tiềm năng ứng dụng cao.